con cô bác đến với khu vườn nhỏ của Andy và mình là bà cô già của các bạn đây. Thì nếu lần đầu tiên bạn đến với kênh của mình thì cứ xem thử qua video clip. Nếu thấy đúng, thấy hay thì bạn có thể ủng hộ mình bằng cách nhấn subscribe kênh ở đây. Còn nếu bạn đã quá quen với mình thì chào các bạn lần nữa. Mình là Andy của Tarot Bánh Quy. Thì đối với Tarot Bánh Quy thì mình làm chủ yếu về phát triển bản thân, chữa lành, sale lớp cũng như là dự đoán tuần, dự đoán tháng. Còn đối với kênh khu vườn nhỏ của Andy thì mình làm chủ yếu về tình cảm. Thì hôm nay mình sẽ làm một chủ đề khác không liên quan đến tình cảm nữa. Tại vì làm tình cảm hoài bị nói, thì hôm nay mình sẽ làm một chủ đề liên quan đến điều gì bạn đang vô tình thu hút mà không biết. Thì ở đây thì mình cũng không biết là bạn đang vô tình thu hút cái gì, thì bài nó lên cái gì thì mình làm cái đó. Mình có tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Thì các bạn cứ chọn tụ bài mà các bạn thích. Thì mình sẽ bắt đầu giải bài sau khoảng thời gian là 5 giây. Hello, mấy bạn chọn tụ số 1 ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giải bài cho các bạn. Chúng ta có 3 kiếm. Chúng ta có 5 kiếm. 2 kiếm nó đi cho chẳng chục kiếm luôn. Judgment. Bạn đang vô tình thu hút cái gì? 3 kiếm, 5 kiếm. Judgment hả? Cái mà bạn đang vô tình thu hút á, cái này thì nó hơi kỳ kỳ nhá. Thì đầu tiên đối với mình á, ba kiếm bạn, mình cảm giác bản thân bạn có vẻ như là bạn đang nói sao nhỉ, cái này mình thấy hơi ngược nha. Không phải là bạn đang vô tình thu hút mà bạn đang tạo ra một cái lớp vỏ, và cái lớp vỏ này nó là một cái lớp vỏ cần được lột ra, giống như là vỏ chuối á. Ví dụ nha, mình thấy ở đây ba kiếm đó là cái thứ mà bạn thu hút á, đó là một số bạn sẽ cảm thấy là dạo gần đây tâm sinh lý của các bạn hoặc là bản thân của các bạn có sự thay đổi về tâm tính một chút xíu. Mình cảm giác có thể một số bạn sẽ có khuynh hướng gọi là muốn bỏ cái cũ. Một số cảm giác không mấy tích cực lắm, nó sẽ làm cho bạn hơi bị chùng chân mỏi gối, làm cho các bạn cảm thấy không có được thoải mái lắm. Cái thứ mà bạn thu hút, đang vô tình thu hút lại là năng lượng tiêu cực. Mình không muốn gọi cái năng lượng tiêu cực này là cái gì, nhưng mà đối với mình năng lượng tiêu cực ở đây đó là ví dụ nha, bạn đọc một cái tin tức không mấy tích cực, môi trường xung quanh của các bạn nó đang không tích cực, chẳng hạn giống như là có hay có cãi gỗ, đang có gây gỗ cãi nhau, hoặc là các bạn đang sống trong một môi trường bị thị phi, hoặc là các bạn sống trong một cái nơi mà nó quá nhiều sự tám làng tám xã, thì mình cảm thấy ở đây giống như là bạn đang bị mắc kẹt trong một cái môi trường. Đây mình nhìn thấy nè, một cái môi trường ba kiếm, bạn mắc kẹt nằm ở phía trong, thì mình thấy giống như là bạn vô tình đi vào một cái chỗ có thể là nó không được sáng sủa lắm, thành ra bạn cảm giác mệt mỏi, bạn cảm thấy không được thoải mái và bạn đang muốn bứt ra. Thành ra cái điều mà bạn vô tình thu hút ở đây có thể là giống như là những cái ảnh hưởng từ môi trường bên ngoài, chẳng hạn giống như là bạn bè bạn dạo gần đây cứ hay than thở với các bạn rằng là trời ơi tao chán quá, tao lười quá, tao không có muốn làm, người yêu tao bỏ, người yêu tao nó nhằn tao, hoặc là công việc của tao, sếp tao nó đầy đọ tao, hoặc là tao đang muốn nghỉ việc, tao muốn chuyển việc. Tức nghĩa là những cái nguồn năng lượng tiêu cực từ môi trường xung quanh nó tới bạn và bạn không biết cách, hoặc là bạn không có cách để bảo vệ bản thân các bạn, và mình thấy bạn bị ảnh hưởng và bị chi phối. Cái thứ hai nữa là chúng ta có 5 kiếm. 5 kiếm này, cái điều mà vô tình đang gọi là bạn đang thu hút hoặc là bạn đang bước vào á, thì mình cảm thấy ở đây đó là cái này nó liên quan đến chuyện là một người nào đó sắp bước ra, có thể là một cái linh cảm, một cái trực giác, một cái gì đó nó mách bảo bạn rằng là trong thời gian tới có một cái sự đổ vỡ về một mối quan hệ nào đó, hoặc là có vẻ giống như là bạn đang giận hờn trách móc, hoặc là bạn đang không thoải mái với một ai đó, có thể là một người nào đó khiến cho bạn cảm thấy hơi tức giận một mối quan hệ cũ nào đó, hoặc là một số bạn hay một số ít trường hợp nha, bạn người cũ này có thể là người yêu cũ, tình cũ, người quen cũ, mối quan hệ cũ tìm về với các bạn và tạo cho bạn một cảm giác khó xử. Cái này nó có thể là trực giác thôi, tức nghĩa là trực giác mách bảo các bạn rằng, hoặc là bạn nào mà đang thật sự đang đối diện với những cái vấn đề mà các bạn cảm thấy không thoải mái, chẳng hạn như là
bạn rơi vào một cái tình huống mà ở đó bạn bị khó xử. Mình dùng từ khó xử vì sao lại như vậy? Mình thấy bạn không biết là nên giải quyết nó như thế nào. Giống như là ví dụ như bạn với họ không thích nhau lắm, hoặc là không thoải mái với nhau lắm. Đây có thể là chuyện tình cảm hay là mối quan hệ bình thường ha. Thì bạn cảm giác giống như bây giờ mình không thân với nó, thì bây giờ không lẽ mình unfriend nó, mình block nick nó, thật ra cũng không đáng. Mà để nó đó thì nó cũng chướng mình, thành ra bạn không biết nên để hay là nên block. Hoặc là kiểu giống như là có một cái mối quan hệ nào đó mà bạn cảm thấy giống như là người ta đang ăn vạ, người ta đang làm cho bạn cảm thấy không thoải mái lắm, hoặc là đơn giản người này là một người mà bạn nghĩ rằng chúng ta không thể là bạn với nhau nữa, chúng ta không thể gắn kết với nhau, chúng ta không phải là những người có cùng quan điểm, cùng cách nghĩ. Và mình nghĩ giống như là khi mà người ta hối hận, giống như là người ta hay có câu gì đánh người chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại á, thì nhưng mà đối với bạn, những cái người mà bạn đã đánh chạy đi rồi á, thì đối với bạn không có muốn cho họ, cho những cái người chạy lại một cái cơ hội. Không phải là bạn giận, bạn ghét, bạn hờn, bạn trách, mà là bản thân bạn không thấy thoải mái với cái việc cái người chạy lại đó. Mình đối với bạn, cái lòng tin nó chỉ có một, và khi mà cái lòng tin đó thay đổi rồi á, bạn không có còn muốn đặt cái niềm tin vào cái người này nữa, dù họ có khóc lóc, có ỉ ôi, có nói rằng là tôi sẽ thay đổi và tôi hứa rằng. Mình cảm giác đối với bạn ở đây không có chuyện là hứa hay không hứa, đối với bạn ở đây là tại sao ngay từ đầu đã làm cái chuyện đó thì để bây giờ, để phải như thế này. Mình cảm giác một số bạn sẽ rơi vào cái tình huống đó là các bạn phải đối mặt với những cái lựa chọn, những cái con đường mà ở đó bạn không thấy thoải mái. Ví dụ như là bạn đi trên một cái con đường và bạn đến một cái ngã ba, và bạn biết là cái ngã ba đó dù đi hướng nào nó cũng không dẫn cho bạn một cái kết gọi là đẹp. Nhưng mà bạn không muốn phải đối diện với cái kết không hay đó, nhưng mà bạn cũng không biết phải làm sao với cái kết đó. Bạn nói bây giờ giá như tôi không đi được không? Tôi không cần phải đi đến cái kết đó được không? Bạn muốn dừng lại chỗ đó thôi, hoặc là bạn muốn quay đầu xe. Thì mình cảm thấy giống như là bạn cảm thấy không thoải mái. Cuối cùng là judgment thì nó cho mình cái cảm giác đó là bạn đang thu hút những cái sự thay đổi. Mình cảm giác giống như là bạn, nếu mà bạn có một cái sự mong muốn, một cái sự khao khát nào đó trong thời gian này, chẳng hạn như bạn muốn thay đổi bản thân, bạn muốn phát triển bản thân, bạn muốn nâng cái level bạn lên, bạn muốn cải thiện cái gọi là cái vai, tức nghĩa là cái thần thái, cái khí chất của bạn. Mà cải thiện đó là làm sao? Tức nghĩa là bạn phát triển, bạn học hỏi, bạn cải thiện tính cách, con người, quan điểm, nhân sinh quan của các bạn. Thì judgment ở đây là gì? Judgment là nhân nào quả đó, quả nào nhân đó. Mình cảm giác như nếu vào thời gian gần đây bài của bạn nó tối nè, thì trong thời gian tới bài của bạn nó sẽ sáng lên, bạn sẽ có một cái sự thay đổi và tích cực. Và chỉ cần bạn rũ bỏ hết được những cái này thì cái điều mà vô tình bạn thu hút ở đây sẽ là một gì đó rất là tốt. Tại vì cái judgment á, giống như mình nói, nhân nào quả đó, quả nào nhân đó, thì mình thấy trước đây bạn đã phải đối mặt với những cái thứ tệ rồi, thì bây giờ cái quả của bạn sẽ là thành quả, là kết quả, chứ không phải là hậu quả. Tại vì mình thấy bạn bỏ đi những thứ mà gây tổn thương bạn nè, bạn đối mặt với những thứ khó chịu nè, thì sau khi bạn đã bỏ được những cái thứ bạn không thích, đối mặt với những thứ bạn khó chịu, bạn sẽ có một cái sự nhẹ nhàng, phóng khoáng, một cái sự bay lên nào á, kiểu giống như là mình bỏ được những cái gánh nặng. Ở phía dưới thì chúng ta có lá tám cốc nè, chúng ta có 7 gậy và chúng ta có 9 gậy. Bài của các bạn, bạn đang vô tình thu hút, mình cảm thấy có khá là nhiều thay cái gọi là cái sự ràng buộc và trói buộc nha. Trong cái lá 7, bạn có 2 lá 7, 7 7, 7 cốc, 7 gậy. 7 cốc là cái gì? 7 cốc trong cái này đó là sự không buông bỏ được. Mình cảm giác ở trong đây nè, cái hình ảnh ở đây là một con ngựa, cô gái ôm một cái con ngựa, mà cái con ngựa này nó đã bị bể rồi. Và mình thấy giống như là 7 gậy với 3 kiếm hay nó vẫn nói về một cái câu chuyện, đó là có thể một số bạn còn tiếc nuối một cái gì đó ở đây, một số bạn cảm thấy chưa có vượt qua được cái gì cũ, một hình ảnh cũ, một sự lệ thuộc cũ, một con người cũ, hoặc đơn giản chỉ là bản thân cũ của bạn thôi. Thì mình cảm giác 7 gậy ở đây đó là đừng luyến tiếc nữa. Cái sự vô tình thu hút ở đây có thể là bạn đang hút một cái người cũ nào đó quay về, bạn đang hút một cái năng lượng cũ nào đó quay về, hoặc là bạn đang quay trở về một cái con người cũ nào đó mà bạn từng đã là người như thế. Mình thấy 7 gậy ở đây tức nghĩa là bạn biết những thứ mà bạn muốn, bạn biết những thứ bạn cần, bạn biết những thứ bạn phải làm, nhưng mà bạn vẫn đang trên cái hành trình của việc thay đổi nó. May quá, cuối cùng là 9 gậy, bạn đã quyết định là tôi đi tìm một con ngựa mới. Giống như là ở đây con ngựa cũ của bạn nó chết rồi, bạn đi bộ, bạn cảm giác đuối quá rồi, mà nó chết rồi, bây giờ đi bộ nữa là chắc chết á. Thành ra bạn quyết định là thôi, tao đi tìm một con ngựa, nó sẽ phụ tao mang một cái đống gậy này, và nó sẽ
đỡ đần cho ta trong thời gian tới, dù nó là một con ngựa già hoặc là nó là một cái con ngựa cũng không còn quá nhiều sức lực nữa, nhưng ít ra tôi có một người bạn đồng hành mới. Cái này nó cho mình tự nhiên một cái suy nghĩ thoáng qua, một cái sẹt qua thôi, đó là có thể bạn sẽ có một cơ hội tình cảm mới nào đó đây đối với một vài bạn thôi nhá. Mình cảm giác là bạn sau khi bạn bỏ được một cái hình bóng cũ, một cái người cũ nào đó, hoặc là bạn có một câu trả lời dứt khoát nào đó với một cái người cũ nào đó, bạn sẽ tìm được một con người mới. Dĩ nhiên ở đây không phải mình nói một con ngựa già, ý của mình ở đây đó là bạn sẽ tìm được một cái người mới. Người mới này có thể sẽ đỡ đần giúp bạn, sẽ mang cho bạn một cái sự hỗ trợ hoặc là một cái sự giúp đỡ nào đó. Còn nếu đây không phải là về tình cảm mà là về công việc, về cuộc sống, thì khi mà bạn bỏ một, có thể là làm một công việc cũ nè, một cái sở thích cũ, một thói quen cũ bạn đi tìm, thì có thể là trong thời gian tới bạn sẽ gặp được quý nhân, bạn sẽ gặp được người giúp đỡ, bạn sẽ gặp được người hỗ trợ, hoặc đơn giản giống như là bạn sẽ có một cái sự thay đổi từ một cái cũ sang một cái mới, và cái mới này chắc chắn phải tốt hơn cái cũ. Tại vì bảy cốc là mơ hồ, là những thứ gọi là níu kéo, là những cái ảo tưởng và những cái mơ mộng, những cái dùng từ là ảo á, thì bây giờ chính vậy là đối diện với thực tế, đối diện với những thứ mà dù bạn thích hay bạn không thích, bạn vẫn phải đối diện với nó. Thì mình cảm giác cái điều mà bạn vô tình thu hút ở đây á, có thể là một cái người mới mang hình bóng dáng dấp của cái cũ, nhưng mà cái mới này khác với cái cũ. Tuy nhiên bạn mình không biết ở đây là bạn vô tình hay hữu ý, nhưng mà theo cảm giác của mình, theo trực giác của mình, thì bảy gậy ở đây là bạn vừa vô tình vừa có ý ở đây nha. Tại vì mình thấy ở đây giống như là bạn đi tìm, nhưng mà bạn đi tìm cuối, tại sao vẫn là con ngựa mà không phải là một con trâu, một con lừa, một con dê, mấy con đó, con nào, bò cũng được đó, con nào mà chả vác được, chả gánh được, nhưng mà tại sao lại là một con ngựa? Và bạn thấy không, hai cái con lá con ngựa này nó rất là giống nhau, nó vẫn là một con ngựa màu cùng kiểu. Mình cảm giác bạn vẫn chưa thật sự rời bỏ được cái cũ, nhưng mà có một cái sự thay đổi ở đây. Và giống như ở trên ở đây là judgment, tức nghĩa là nhân nào quả đó, bất kỳ một cái lựa chọn nào, một cái quyết định nào, nó sẽ đều dẫn đến một cái kết quả nào đó. Thì nếu mà bạn chọn cái cũ thì cái cũ nó có thể sẽ lặp lại, nhưng nếu bạn chọn cái cũ mà bạn quyết định thay đổi thì cái cũ đó sẽ thành cái mới. Thì đó là thông điệp dành cho những bạn chọn tu một ha. Xin chào các bạn chọn tu số 2 ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giải bài cho các bạn. Thì để coi bạn đang vô tình thu hút điều gì. Chúng ta có 9 cốc, nhìn bà thấy đẹp rồi. 9 kiếm, nhìn bà thấy ghê rồi. Bay hợp so. Bạn đang vô tình thu hút điều gì? Tụ này nó cũng mang một cái tinh thần ý ẹ như tụ 1. Tụ 1 cũng ý ẹ mà tụ này cũng ý ẹ luôn. Đối với mình, bạn đang vô tình thu hút điều gì? Thật ra mình cảm thấy cái mà bạn đang vô tình thu hút đó là dạo gần đây nha, những bạn chọn tuổi 2, các bạn có đang vung tiền quá trán không? Các bạn có đang ăn xài, chi tiêu, các bạn có đang kiểu giống như là kiểu giống như là hứng lên cái mua đồ, hứng lên cái tiêu tiền, hứng lên cái đi chơi, hứng lên cái, mình dùng từ là hứng lên á, tại vì mình thấy ở đây bạn không có kiểu giống như là ý định của bạn giống như là muốn tạo ra niềm vui bằng việc khỏa lấp cái nỗi buồn bằng niềm vui, bằng cái việc chi tiêu mua sắm hoặc là tạo ra niềm vui vật chất á. Giống như ví dụ giống như người ta nói là khi một người buồn, thất tình hay là cảm thấy không thoải mái, người ta sẽ thường tìm một cái niềm vui chấp vá nào đó, và bạn đang vô tình thu hút cái niềm vui chấp vá đó vào cuộc đời của bạn. Bạn nghĩ rằng là mình chỉ cần đi chơi, chỉ cần mua sắm, chỉ cần cố gắng đâm đầu vào công việc, chỉ cần làm một cái gì đó thì mình sẽ quên được cái gì đó ở đây. Thì mình thấy bạn đang như thế. Nhưng mà 9 cốc với 9 kiếm giống như là giả vờ vui nhưng mà trong bụng toàn dao găm. Mình cảm thấy những cái mà bạn mình thấy có hai hướng nha. Nếu mà bạn thật sự đang vẫn cuộc sống bạn vẫn đang rất là vui vẻ, thoải mái á, thì mình nghĩ là những cái quyết định chi tiêu của bạn hoặc là những cái quyết định mà bạn đã thực hiện trong thời gian vừa qua mà bạn không có cân nhắc kỹ này nha, mà bạn quyết định ẩu này nha, hoặc là bạn làm việc không có tới nơi tới chốn, thì trong thời gian tới cái hậu quả của bạn nó sẽ là 9 kiếm với bay so, tức nghĩa là bạn sẽ ăn hành đấy. Tại vì 9 kiếm ở đây đó là gì? Đó là bị chỉ trích, bị thị phi, bị nói tới nói lui, bị đổ ăn ốc đổ vỏ, hoặc là dạng giống như là bởi vì những gì mà bạn làm mà nó không có trật tự nguyên tắc nè, nó sẽ đổ lên đầu bạn. Và mình thấy đó là cái kiểu mà gọi là quyết định sai mà
hoặc là hành động sai và ăn ăn lại cái vả. Còn nếu mà cái trường hợp hai đó là trong thời gian qua bạn đã gặp cái gì đó rồi, bạn có vấn đề và bạn dùng cái nỗi niềm vui chấp vá giống như mình mới ví dụ nãy, thì trong thời gian tới bạn sẽ nhận ra cái niềm vui chấp vá này nó cũng là chấp vá, những cái đường chỉ mai nó sẽ xuất ra và bạn sẽ phải một lần nữa lại đối diện với cái vấn đề mà bạn gặp phải chính kiến ở đây. Mình không biết cái chính gạ chính gốc với chính kiến ở đây nó lên là cái gì, nhưng mà nó khá là mâu thuẫn, hai lá đều là số 9 hết, nhưng mà mình cảm thấy giống như ở bên đây là một ông vua, còn bên đây là một thằng ăn mày, hoặc là ở bên đây là một người rất là vui vẻ nhưng mà bên trong kiểu giống như mà bên đây là vui nhưng mà đây lại buồn. Mình thấy cái tông màu bài ấy, mình thấy có một cái sự kháng cự, mình thấy kiểu giống như là cái thứ mà mình cái thứ bạn muốn làm, cái điều mà bạn muốn đi, cái hướng mà bạn muốn thực hiện, nó có cái gì đó thật sự không tự nhiên lắm. Mình cảm giác có một cái sự gượng ép, mình cảm thấy nó có cái gì đó nó ngán ngang như thế này, hoặc là dạng giống như là nó lên tới cổ rồi, mình cảm giác có một cái gì đó nó ngán lắm bạn, nó ngán, có thể là ngán đường, có thể là ngán ngẩm. Bản thân bạn nếu trong thời gian vừa qua bạn đang đối mặt với những cái vấn đề liên quan đến ra quyết định nè, lựa chọn nè, hướng đi nè, phát triển bản thân nè, buông bỏ một mối quan hệ nè, thích một người nào đó nè, thì mình nghĩ là trong thời gian tới nha, bạn chắc chắn sẽ có câu trả lời cho những cái vấn đề mà bạn gặp phải. Tuy nhiên lên được pay up so thì không có nghĩa là lựa chọn hoặc là câu trả lời hoặc là quyết định của bạn là sáng suốt, là đúng đắn, bởi vì đó là một cái sự lựa chọn tạm bợ và một cái quyết định mang tính gọi là trẩu tre. Mình không dùng từ trẩu tre theo ý là chê bạn còn non hay là kiểu giống như bạn quyết định sai, mà cái trẩu tre ở đây tức nghĩa là bạn thật sự chưa có suy nghĩ nghiêm túc về cái việc mà bạn làm. Bạn nghĩ rằng, bạn tin rằng, bạn cho rằng là bạn đã làm đúng, bạn nghĩ đúng, bạn thực hiện đúng, nhưng không, pay up so đây là chưa chắc. Nếu mà nó chắc rồi thì nó sẽ không có một cái ánh mắt nghi ngờ như thế này, nó sẽ không có một cái kiểu do dự. Nếu mà bạn nhìn vào cái gương mặt của nhân vật, bạn sẽ thấy có một cái sự khiên cưỡng, bạn sẽ cảm thấy như kiểu là tao cũng không biết cái việc tao chém vậy là đúng không, nhưng mà tao đang kháng cự. Tại vì bạn nhìn đi nha, cái hướng gió là từ bên đây qua và cái người này đang đi ngược lại, tức nghĩa là họ đang chống đối một cái gì đó. Bạn còn không á nha, cái tụ này với ba cái lá này có thể là những bạn chọn tụ hai đang kháng cự lại sự thay đổi, và cái kháng cự này bạn đã biết từ trước rồi nhưng mà bạn vẫn cố gắng lì mà kháng cự, và bạn càng kháng cự bạn càng cảm thấy mệt nhưng mà bạn vẫn kháng cự. Tại vì mình thấy ở đây có chính kiếm nè, tức nghĩa là tôi không muốn trở lại về cái con người này nữa, hoặc là tôi muốn trở về cái con người này nhưng mà thực tại của tôi là chính kiến, tức nghĩa là tôi không phải là người như vậy nhưng tôi đang cố làm cái điều như thế để được cái này. Thì mình thấy giống như là tôi đang muốn quay về cái hành trình này nhưng mà tôi chưa có được. Mình đã coi ba lá này cái nó lên cái gì. Chúng ta có kỳ si cốc, chúng ta có judgment, tụ một cũng lá judgment, tụ hai cũng có judgment. Cái này chúng ta có 7 tiền. Để coi cái tụ 2 này, ba lá ở dưới thì nó cho mình cái suy nghĩ đó là này nha, cũng là một cái kiểu giống như là tôi phải cầm kiếm, tôi tiến tới phía trước này nha. Bạn đang vô tình thu hút, bạn có đang thích ai hay không? Bạn có đang tỏ tình với ai hay không? Hoặc là bạn có đang vô tình bật đèn xanh hoặc là phát tín hiệu nhầm với một người nào đó hay không? Ví dụ giống như nếu mà bạn thích một ai đó, hoặc là không phải là thích một ai đó, mà là ví dụ như dạo gần đây mà bạn có gặp ai đó, bạn có tiếp xúc với ai đó, bạn có tình cảm với ai đó, thì nếu thật sự bạn thích họ nha, thì bạn nên phát tín hiệu ra là bạn thích họ. Còn nếu mà bạn không thích họ thì bạn cũng đừng có phát tín hiệu là bạn thích họ nha. Hoặc là kiểu giống như bạn không có ý định gì, giống như bạn chỉ xem từ lâu với anh chị xem chúng ta như hai chị em á, nhưng trong thật tâm anh chẳng biết em là chị, ai là chị, ai là em á. Thì mình cảm giác giống như là nếu thật sự bạn không thích người ta mà bạn chỉ xem người ta như bạn bè, bạn chỉ xem người ta như người quen, một người bạn quý mến, thì kỳ sĩ cốc ở đây là đừng phát tín hiệu ra là bạn quan tâm họ hoặc là bạn thích họ hoặc là bạn muốn ở cạnh ở cùng họ, bởi vì cái người mà bạn phát tín hiệu họ nhận cái tín hiệu như thể là bạn thích họ, và bạn sẽ vô tình thu hút một cái người nào đó thích bạn bởi vì họ tin rằng là bạn thích họ. Thì cái này là bạn đang thu hút sai nha, sai đối tượng đối với một số bạn chọn tụ 2. Ngoài ra nữa, mình cảm thấy là kỳ sĩ cốc ở đây nó có cái gì đó liên quan đến chuyện đó là còn nếu trong trường hợp bạn đang thích một người nào đó và bạn đang cố gắng phát tín hiệu, thì bài nó cũng nói làm ơn phát tín hiệu đúng nha. Tức nghĩa là nếu bạn không thích thì giống như mình nói nãy, còn nếu bạn thích thì hãy phát tín hiệu rằng là bạn có thích họ để họ biết. Tại vì
cái chất mà ở đây là người này họ đang nghi ngờ, họ đang không có một cái sự chắc chắn rằng không biết cái cô này cổ có thích tôi không, hay là cổ thích cái con này, và không biết là cái hành động của cái người này đối với mình đó là thật hay giả, cảm xúc đó là thiệt hay không, hay là những cái điều đó là những cái điều do tôi tự tưởng tượng. Có nghĩa là dù bạn là người đang phát tín hiệu hay là bạn là cái cô gái này á, thì cái tín hiệu ở đây nó vẫn đang bị nhiễu nha. Nó chưa có rõ ràng, cái câu trả lời chưa có chốt hẹn được. Và kế bên nữa mình có 7 tiền là các bạn phải chờ. Và mình thấy là dù các bạn có chờ như thế nào đi chăng nữa thì câu trả lời nó cũng chưa có. Tại vì mình thấy là cái người này họ vẫn sẽ xuất hiện tới lui trong cuộc sống của bạn. Nhưng mà kiểu giống như là em là một con chim, mà con chim này là em là một con chim tự do, em chỉ thích bay tới anh khi anh cần, khi em cần, và em sẽ ở khi em anh có đồ ăn, và em sẽ bay đi khi anh không cho em ăn nữa. Thì mình thấy có cái gì đó nó kiểu giống như là nó không phải là cá chậu chim lòng, nó là kiểu giống như là cá biển chim trên trời á. Kiểu giống như là nếu mà thật sự là chúng ta thuộc về nhau thì chúng ta sẽ thuộc về nhau, còn nếu chúng ta không thuộc về nhau thì chúng ta không thuộc về nhau. Nó một câu nghe rất là hai chiều kiểu như thế. Nó làm cho cái người trong cuộc nè, cái người này họ cảm thấy giống như là ủa rồi cuối cùng tao với mày là gì, mày có thương tao thật không, hay là mày chỉ xem tao là một sự lựa chọn. Tại vì mình thấy ở đây nó có cái gì đó là chúng ta biết ở nhau cái chúng ta cần, nhưng mà chúng ta không biết cuối cùng đó là chúng ta cần cái gì. Giống như ví dụ như con quạ này đi nha, nó biết là cái cô gái này đang cần người ở cạnh. Giống như bạn thấy không, cái này là cái lồng chim nè, cái lồng chim, mình không biết là các bạn có bao giờ thấy cái lồng chim này chưa, kiểu giống như một cái lồng chim, rồi sau đó nếu mà con chim nó có một cái chỗ đậu ở đây thì nó sẽ có một cái cọng dây xích vô cái chân của con chim, mặc dù trong nó có vẻ là tự do hơn á, nhưng mà nó có một cái xiềng xích ở dưới đây nè. Thì mình cảm thấy giống như con chim này á, nó đậu kế bên cái cô gái này, và trong cái lá nào cũng có chim hết. Thì mình cảm thấy giống như là lúc nào bên bạn cũng có một cái người bạn, một cái người đồng hành, một cái người tri kỷ, một cái người ở cạnh ở cùng. Nhưng mà có bao giờ bạn cảm thấy cô đơn cô độc, có bao giờ bạn cảm thấy bạn không thật sự có người hiểu bạn, quan tâm bạn, chia sẻ với bạn, hoặc là gánh vác cùng bạn hay chưa? Còn nếu mà bạn đang cảm thấy những cái mối quan hệ của các bạn, dù là bạn bè hay là tình cảm, tình yêu đi chăng nữa, bạn cảm thấy giống như là chúng tôi sống trong một cái môi trường, một cái gia đình, một cái mối quan hệ mà ở đó mọi thứ tưởng như vậy mà không phải vậy hay không? Tại vì mình thấy ở đây nó có cái gì đó nó mang tính khiên cưỡng dữ lắm. Và cái thật sự mà bạn mong muốn đó, nó là cái kỳ sĩ cốc này nè. Cái chất, bạn nhìn cái hướng của bài nha, cô gái này luôn nhìn một cái gì đó ở phía quá khứ. Còn cái thứ mà cô thật sự có, kiểu giống như là nè, giống như thì nó vẫn ở đó với mình mỗi ngày thôi, nhưng mà tôi không biết tôi có thật sự cần cái đó hay không. Tại bạn, tôi có thật sự cần không? Giống như là cô này cổ có cái chìa khóa, và cái chìa khóa này có thể là cái chìa khóa của cái lồng chim. Cổ có thể thả con chim này bay đi nhưng cổ không thả. Và vấn đề nằm ở chỗ cái thứ cổ muốn là cái này, là con dơi chứ không phải con chim. Nhưng mà cổ có cái lồng chim và cổ thích nuôi chim. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ đó là cô thích chim hay cô thích dơi? Vấn đề nằm ở chỗ đó. Và mình thấy khi mà mình đọc bài theo chiều dọc á, mình đã thấy câu chuyện này một lần nữa. Đó là cái ước mơ, ước muốn. Tại vì chính gốc đó là wishes fulfilled, tức nghĩa là ước mơ trở thành sự thật. Nhưng mà nói theo kiểu là xa xôi á, là chính gốc đó là sự tham vọng, là khát khao, là mong muốn, là sở hữu được cái chiếc cốc thứ 10. Tôi sống trong nhung lụa, bây giờ tôi cũng thèm muốn có thêm một cái tình cảm nữa. Chính kiếm ở đây là tôi biết thật sự nè, judgment là tôi biết thật sự cái điều tôi mong muốn là cái gì. Nhưng mà tôi không thể buông bỏ được cái thứ tôi đang có, hoặc là tôi vẫn không biết cái thứ thật sự tôi cần là cái gì, nên tôi cứ thu về, và tôi muốn có tất cả. Thành ra mình cảm giác cái điều mà bạn đang vô tình thu hút đó là bạn đang thu hút những thứ vốn dĩ không thuộc về bạn, và bạn tạo ra những thứ gọi là gánh nặng, là trọng trách, là gánh vác, là những thứ mà có cũng được, không có cũng được. Rồi bạn lại tự hỏi cuối cùng là mình có để làm gì, và cái thứ mình mong muốn thật sự là gì. Thì đó là thông điệp dành cho những bạn chọn tuổi 2 ha. Hello các bạn chọn tuổi số 3, bây giờ mình sẽ bắt đầu giải bài cho các bạn. Thì để coi các bạn đang vô tình thu hút cái gì ha. Chúng ta có Magician, tụi này chắc có vẻ đẹp. Đúng rồi, 6 cốc nè. Chứ hai tụi kia thấy ghê quá à. 5 cốc. Bạn đang vô tình thu hút cái gì hả? Cái gì đây trời? Vô tình thu hút với mình nha. Mình thấy đầu tiên là cái Magician,
Dạo gần đây á, những bạn chọn tụ số 3 này nè, các bạn có đang cố gắng thực hiện một ý định, một dự định, một kế hoạch, có định cua ai, có định quen ai, có định tìm đến ai, có định gặp gỡ ai, có định hẹn hò ai hay không? Tại vì mình thấy ở đây là có một cái mục tiêu, một cái mục đích, một cái gì á mà bạn rất 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 là muốn làm trong cái thời điểm này. Nhưng mà mình thấy là bạn, dù bạn chuẩn bị như thế nào, bạn cũng sợ, cũng lo, cũng nghĩ, cũng không dám tin, cũng có những cái thắc mắc, những cái sự hoài nghi về cái kết quả của nó. Bài của bạn lên đó, đó là bạn thật sự có năng lực, bạn thật sự có khả năng, cái mối quan hệ này thật sự có cơ sở để phát triển, nhưng mà bạn không tin lắm vào điều này. Và mình cảm thấy bạn không có đổ hoàn toàn công sức vào. Một số bạn thì mình thấy có đổ cũng nhiều công sức vào, nhưng mà kiểu giống như là có cái gì đó ở trong bài đó nó ngộ lắm. Hơi kỳ nha, nhưng mà nghe nó hơi vô lý nha, nhưng mà các bạn thông cảm. Đó là tự nhiên bài nó lên là nếu người này đổ quá nhiều vô á thì có thể nhiều khi nó không ra được cái thứ mà họ mong muốn. Có người không cần đổ gì hết nó cũng không ra cái gì như bạn mong muốn, nói chung chuyện đó là chuyện bình thường. Nhưng mà mình thấy kiểu giống như là sáu cốc ở đây á, mình thấy giống như là bạn tiếc rẻ cái gì đó ở đây. Mình thấy giống như là bạn, giống như người ta thường hay mặc định nha, là chúng ta càng bỏ ra công sức càng nhiều cho một cái gì đó thì khuynh hướng hoặc là trên 60-70% là mọi chuyện nó sẽ như thế, nó sẽ tốt, nó sẽ thành công. Trong trường hợp của bạn á, thì giống như là bạn bạn biết trước là mọi chuyện nó sẽ nhưng không có được như bạn mong muốn rồi, nhưng mà bạn vẫn cứ hoài nghi vào việc là nếu tôi đổ công sức vào thì mọi chuyện nó có tốt hơn không. Và bạn kiểu giống như là nửa ăn nửa thua á, kiểu giống như là không, mình nên đổ vô thêm chút nữa đi, chút nữa đi, cứ đổ chút 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 vô, xong cái cuối cùng nó cũng bành. Thành ra mình cảm thấy giống như là bạn cứ ngồi bạn suy nghĩ tới cuối cùng vậy thôi, mình khỏi đổ gì hết, khỏi khỏi đổ gì hết, chắc chắn nó cũng ban. Thành ra thôi kệ, mình thấy giống như nó, dĩ nhiên là mình cũng không biết phải nói làm sao cho mấy bạn chọn tụ ba này, nhưng mà nghe nó hơi kỳ nha. Tự nhiên giống như là tự nhiên đi xuống người ta như thôi tụi bay khỏi cần làm gì hết á, tại vì nó cũng ban. Thì mình cảm giác nó bị sai, tại vì bài lên ở đây đó là cái người này họ cần học được một cái bài học gì đó liên quan đến chuyện đó là cái cách mà họ cố gắng, cái cách mà họ cho rằng nó là như vậy thì nó sẽ là như vậy. Mình thấy bản thân bạn luôn có một cái quan điểm, một cái quan niệm, một cái quan điểm, một cái cách suy nghĩ, mình thấy nó khá là cứng cứng nhắc, hoặc là nó khá là một chiều. Mình thấy giống như là nói làm sao nhỉ, kiểu giống như là khi tôi tin rằng hoặc là khi tôi cho rằng cái này nó là như vậy. Với lại một mình thấy kiểu giống như là bạn nào mà đang có một cái suy nghĩ liên quan đến chuyện trong một mối quan hệ với một người, người này chắc là nữ nha, đặc biệt là mẹ, là chị, nếu là người yêu, người thân, tình crush, tình nhân, hoặc là kiểu giống như là người bạn đang để ý, thì dù bạn là nữ đi chăng nữa thì cái người này phải có một cái đặc tính, một cái tính cách nào đó khá là nhu mì, ấm áp, hoặc là một người có một cái sức hút nào đó với bạn á, thì giống như là bạn thích người ta nhưng mà bạn cứ nghĩ rằng hoặc là bạn cứ tin rằng là chắc người này không thích mình đâu, họ không có cưa mình đâu, họ không có ưa mình đâu, họ không có để tâm tới mình đâu. Bạn cho như vậy thì nó sẽ đúng như vậy. Tại vì mình thấy năm cốc ở đây là cái gì? Bạn học một cái bài học liên quan đến sự thất bại, mà sự thất bại này là do bản thân bạn bị thất bại từ trước và bạn tin rằng cái việc thất bại đó nó sẽ lặp lại nữa. Tại vì mình thấy ba cái lá này, cái bài học của nó hoặc là cái việc của nó chỉ xoay quanh đúng có một câu chuyện thôi. Đó là người này họ không tin rằng cái sự cố gắng của họ sẽ mang đến một cái kết quả mang tính đáp đền, mà họ tin rằng nếu là họ không làm gì hết nó cũng là như vậy, mà họ làm cái gì đó nó cũng là như vậy. Thành ra họ nghĩ đó là thôi làm nửa vời hoặc là không làm. Bây giờ mình sẽ qua ba lá kế. Chúng ta có là Page of Swords, bảy kiếm, đúng nè. Với kỵ sĩ kiếm bạn có ra ba lá kiếm luôn. Thật ra bài của bạn lên ba lá dưới á, mình thấy cái tinh thần á nó cũng na ná như là cái ba cái lá ở trên. Đầu tiên là vẫn là cái lá này, Page of Swords nè, cái người này nhìn con chim này và kiểu giống như con này với con này là hai con chim khác nhau. Con này nó có một cái tổ đầy chìa khóa và mình nghĩ rằng á là cái con này nó cũng nói là tao sẽ tìm cách đi đớp mớ chìa khóa này để tao có được cái thứ mà tao muốn bằng cách rình rập. Mình thấy kiểu giống như là có một cái sự đố kỵ nào đó. Dạo gần đây bạn có cảm thấy khó ăn khó ở với ai đó hay không? Bạn có thấy bực bội khó chịu với người nào đó hay không? Bạn có cà nạnh cà nè, hoặc là có ai đó cà gì nạnh khóe hoặc là gì cậy khóe bạn không? Tại vì mình thấy nó có cái gì đó liên quan đến thị phi nè, liên quan đến gọi là
bằng mà không bằng lòng nè, nó có cái gì đó liên quan đến gọi là xéo sắc, hoặc là muốn chặt chém, muốn đâm thọt ai đó, hoặc là trong tâm bạn nó đang khởi một cái gì đó liên quan đến chuyện gọi là tôi muốn, mình nói nghe hơi kỳ nha, nhưng mà tôi muốn hại ai đó, tôi muốn làm một cái gì đó tác động lên người khác để cho hả cái tâm, cái sự sân si của mình. À, thật ra nó ở đây nó chỉ là suy nghĩ thôi, nó chưa là hành động. Dĩ nhiên là tới lúc hành động là thấy banh rồi đó, nhưng mà đối với mình ở đây là chưa, nó chỉ mới ở mức suy nghĩ, ý tưởng, hoặc là những cái thứ gọi là nó nổi bong bóng ở trong bụng thôi. Tại vì mình thấy bạn vốn dĩ cũng không phải là người xấu, chỉ là trong bạn nó luôn có một cái sự hoài nghi, một cái sự đố kỵ, một cái sự so sánh nào đó ở đây. Còn ngoài ra, nếu mà bạn nào mà đang để tâm đến việc thành công của một người nào đó, ví dụ nha, mình bạn là người thành công, mình là người thất bại, và mình thua bạn nhưng mà bạn vẫn kiểu giống như là ừ mày thua là đáng, mày thua là phải rồi, đó cũng không tốt. Hoặc là nếu mình là người thành công, bạn là người thất bại, thì bạn sẽ nói ừ cái này thành công là do hên thôi, nó thành công là do quan hệ, là do cái này cái kia. Hoặc là giả sử nha, nếu mà cái này nó liên quan đến chuyện gọi là bạn đang muốn thu hút một ai đó, tại vì mình thấy ở đây là bạn muốn thay đổi một cái gì đó mà khác với hiện tại. Ví dụ như bạn là một con chim hồng, bây giờ bạn muốn trở thành một con chim sẻ hoặc là một con quạ, bạn nói là mình phải tìm cách ngụy trang, thì bạn ngụy trang để thu hút một ai đó ở đây, giống như là mình cảm thấy giống như đó là chiêu trò nhiều hơn là sự thật. Thì mình thấy cái người này họ cũng sẽ biết thôi. Giống như ví dụ nha, người này là người đi săn và bạn là cái con chim mà họ muốn săn, bạn nói bạn tin rằng tao chỉ cần biến thành con quạ này thì nó hằng này nó sẽ hỏng săn tao. Thì mình thấy ở đây vấn đề nằm chỗ hằng này nó đi săn chim, nếu mà nó không tìm ra con chim này mà nó tìm ra được con chim này thì nó cũng lụi thôi. Tại vấn đề nằm ở chỗ đó là giống như là bạn cứ cho rằng cái quan điểm, cái suy nghĩ của bạn như vậy là đúng, thì thật ra đúng, tức nghĩa là đứng ở góc độ của bạn đó là ok, thằng thợ săn mà nó hỏng săn con chim, nó mục đích của nó là đi săn chim trĩ, thì bây giờ mình hỏng biến thành trĩ nữa, mình nhuộm đen cái thân mình thành quạ, thì quạ thì chắc không ai săn đâu. Nhưng mà trong một cái buổi đi săn mà bây giờ thằng này nó không săn được con nào, thì bây giờ bạn là con chim duy nhất mà nó tìm ra, nó vẫn săn bạn. Tại vì mình thấy ở đây nó có cái gì đó theo kiểu giống như là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Gặp vỏ dừa, trong ba cái lá ở dưới đó, nó còn cho mình một cái suy nghĩ nữa là liên quan đến chuyện đó là nếu dạo gần đây mà bạn nào đang có cái kiểu giống như là làm việc tất trách, hoặc là các bạn làm việc mà đầu óc của các bạn bỏ trên trời hoặc là dưới đất đó, tức nghĩa là mình cảm thấy giống như ví dụ như bạn đang làm trong một cái môi trường mà bạn không có sự tập trung, hoặc là bạn làm việc mà hơi cẩu thả, trong thời gian tới coi chừng bị ăn hành. Còn nếu mà bạn đang có trục trặc gì đó liên quan đến mối quan hệ giữa sếp với đồng nghiệp, giữa cấp trên, hoặc là một người có thâm niên lâu hơn bạn, hoặc nếu bạn là một người làm việc lâu hơn người kia, thì có thể là sẽ có một cái sự hạnh khóe nào, sẽ có một cái sự kiểu giống như bằng mặt không bằng lòng, hoặc là sẽ có một cái sự đối lập, cạnh tranh gì đó liên quan đến quan điểm, tiếng nói, hoặc là vị thế của một ai đó ở đây. Rồi khi mà nhìn bài theo chiều dọc á, thì mình lại thấy giống như là một số bạn đang có khuynh hướng giống như là nếu nha mà bạn đang thích ai đó và bạn đang muốn bảo vệ cái giang sơn lãnh thổ, hoặc là nếu mà bạn đang có một mối quan hệ và bạn muốn bảo vệ giang sơn lãnh thổ, tức nghĩa là cái người mà bạn thích hoặc là cái crush của bạn, ví dụ như bạn có crush là người A và mình là cái người thích cái bạn A đó, thì bạn sẽ kiểu giống như là phóng dao găm vô mình á, tại vì mình thấy có cái gì đó liên quan đến chuyện là của này là của tao, dù nó không phải là của tao nhưng nó vẫn là của tao, tao là người thích trước nó nên nó là của tao. Mình cảm thấy mình thấy nó có cái gì đó liên quan đến việc sở hữu, chiếm hữu, và có một cái gì đó mang tính bướng bỉnh và cứng đầu. Nếu cái này không áp dụng vào chuyện tình cảm thì có thể liên quan đến chuyện gia đình nha. Một số bạn nào có liên quan đến gia đình, chẳng hạn như là mẹ bạn hoặc là gia đình hoặc là ba mẹ bạn nói là ừ con nên làm cái hướng này, con nên đi theo hướng này, hoặc là con nên quen thằng này, hoặc là ba mẹ sẽ giới thiệu cho con người A người B, thì mình cảm thấy có một cái sự kháng cự nào đó đến từ phía bạn, và bạn nói không, con không có muốn, thà con ế chứ con không quen đứa này, hoặc là thà con nghỉ việc, con thất nghiệp chứ con cũng không làm cái chỗ này nữa. Mình thấy có một cái sự kháng cự rất là lớn từ phía bạn hoặc là từ phía của bên trong bạn đối với cái khách quan ở bên ngoài, với cái nguồn lực bên ngoài, mà bạn không hề cân nhắc đến là cái lời khuyên của cái người kia đó là quan tâm bạn, là để tâm đến bạn, là muốn giúp đỡ bạn, hay là họ là một người có góc nhìn, có kinh nghiệm, có một cái sự trải đời hơn bạn. Tại vì mình thấy bạn vẫn cứ chăm chăm vào những thứ mà bạn tin là đúng, và bạn cứ lần mò trong cái mớ gọi là bồng bông của bạn, và bạn cứ cảm thấy tại sao mình cứ lần mò trong cái mớ bồng bông mà bạn không biết rằng ngay từ đầu bạn là người đã sai.
sai, hoặc là đã chọn sai hướng, hoặc là đã làm sai cách, mà đến sau ngày, sau khi cuối cùng bạn thất bại rồi, hoặc là bạn mất hết mọi thứ rồi, cái thứ duy nhất bạn còn lại là cái này, thì bạn mới nhận ra được phải chia ngay từ đầu mình nghe lời người này. Thì đó là thông điệp dành cho những bạn chọn tủ số 3 ha.